like a bottle of wine. Vâng, xin chào các bác. Hôm nay xúc đồ cầu chi tiện giới thiệu cho các bác một cây cần Bioler Atron. Cần này chuyên đánh lăng xê nha các bác. Cần Bioler Atron nhà em có từ size 21 đến 3 mét nha. Hôm nay em giới thiệu cho các bác cần dài 3 mét ạ. Đây bác này, nhãn hiệu Bioler Atron. Đây là thông số của cần nhá. Tải cá đến 13,6 kg. Chỉ là 120g nha các bác. Có nhãn hiệu Singapore này, xuất xứ Singapore. Đấy, các bác này. Bát này bát nhựa nha các bác. Bát nhựa. Rất chắc chắn ạ. Khoen đều là khoen cánh bướm ạ. Đây các bác. Con này đánh năng chì chắc chắn lắm các bác. Đây nó. Đây nha. Các bác ai mua thì để lại số điện thoại giúp em nhé. Em đang bán cây này với giá 350k nhá, dài 3 mét ạ. Mỗi size lệch nhau 15k. Giá tiền và bếp bán hàng của shop em để dưới phần mô tả nha các bác và số điện thoại ạ. Bác nào mua thì inbox vào trang của cửa hàng em hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0166661189 hoặc số 0168515920 nha các bác. Anh em like và đăng ký kênh giúp em nha để em lấy động lực làm các video tiếp theo ạ. Chào các bác.